vụ mùa vừa qua là một thành công lớn cho những người trồng sầu riêng. Với năng suất cao và giá cả tốt, đây là khoảng thời gian đầy bổ ích. Cây cối chĩu quả và nhu cầu thị trường rất cao. Nhiều vườn cây đã có vụ mùa bội thu nhất trong nhiều năm. Niềm vui của một mùa màng thành công mang đến hy vọng và niềm vui. Điều đó cũng có nghĩa là công sức đã được đền đáp. Tuy nhiên, kết thúc thu hoạch không phải là kết thúc việc chăm sóc cần thiết cho cây sầu riêng. Còn nhiều việc phải làm để đảm bảo mùa sau cũng sẽ bội thu như vậy. Giờ là lúc tập trung vào việc chăm sóc sau thu hoạch. Chú ý đúng cách bây giờ có thể ngăn ngừa các vấn đề sau này. Đây là chìa khóa để duy trì một vườn sầu riêng khỏe mạnh và năng suất. Đảm bảo cây phục hồi tốt sau thu hoạch là rất quan trọng. Những bước tiếp theo rất cần thiết cho sức khỏe và năng suất của vườn sầu riêng của bạn. Sau khi thu hoạch, một số thách thức có thể phát sinh. Một vấn đề phổ biến là rụng lá sớm. Điều này có thể làm cây yếu đi và giảm khả năng quang hợp. Một vấn đề khác là cành bị rêu và bệnh. Những thứ này có thể chứa sâu bệnh gây hại cho cây. Rụng lá sớm thường do căng thẳng. Cây đã dồn rất nhiều năng lượng vào việc ra trái. Bây giờ chúng cần được phục hồi. Nếu không được quản lý đúng cách, nó có thể dẫn đến cây kém phát triển và năng suất kém trong vụ sau. Rêu và bệnh trên cành cũng là vấn đề. Chúng có thể tạo môi trường cho sâu bệnh phát triển. Điều này có thể dẫn đến nhiễm trùng và thiệt hại cho cấu trúc của cây. Cần phải vệ sinh và chăm sóc đúng cách để ngăn ngừa những vấn đề này. Giải quyết những thách thức này là rất quan trọng. Bằng cách đó, bạn sẽ tạo tiền đề cho một khu vườn khỏe mạnh và năng suất hơn vào năm tới. Rửa cành là một bước rất quan trọng trong việc chăm sóc sau thu hoạch. Nó giúp loại bỏ rêu, địa y và sâu bệnh. Các cành sạch có thể thở tốt hơn và hấp thụ ánh sáng mặt trời hiệu quả hơn. Rửa cũng giúp ngăn ngừa bệnh tật lây lan. Để rửa cành, bạn có thể sử dụng vòi phun nước có áp lực mạnh. Thao tác này sẽ loại bỏ hầu hết các mảnh vụn. Đối với rêu và địa y cứng đầu hơn, có thể sử dụng bàn chải mềm. Hãy nhẹ nhàng để tránh làm hỏng vỏ cây. Hỗn hợp nước và xà phòng nhẹ có thể hiệu quả trong việc làm sạch. Rửa thường xuyên giúp cành luôn khỏe mạnh. Nó cũng giúp dễ dàng phát hiện bất kỳ dấu hiệu sớm nào của bệnh tật hoặc sâu bệnh. Cách tiếp cận chủ động này có thể giúp bạn tránh được rất nhiều rắc rối sau này. Rửa cành thường xuyên là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để duy trì sức khỏe của cây. Đó là một phần quan trọng trong quy trình chăm sóc sau thu hoạch. Cắt tỉa là một công việc thiết yếu khác. Nó giúp định hình cây và loại bỏ các cành chết hoặc bệnh. Cắt tỉa đúng cách có thể cải thiện sự lưu thông không khí và khả năng xuyên sáng, điều rất quan trọng đối với sức khỏe và năng suất của cây. Để cắt tỉa hiệu quả, hãy bắt đầu bằng cách loại bỏ các cành chết hoặc bị hư hỏng. Sử dụng dụng cụ sạch, sắc bén để cắt tỉa gọn gàng. Điều này làm giảm nguy cơ nhiễm trùng. Tiếp theo, loại bỏ bất kỳ cành nào mọc chéo hoặc cọ sát vào nhau. Điều này ngăn ngừa vết thương có thể trở thành điểm xâm nhập của bệnh tật. Cắt tỉa cũng bao gồm việc tỉa thưa những khu vực rậm rạp. Điều này cho phép ánh sáng và không khí đến được các bộ phận bên trong của cây. Nó giúp giảm độ ẩm xung quanh cành, có thể làm giảm nguy cơ nhiễm nấm. Cắt tỉa cẩn thận thúc đẩy cây khỏe mạnh và cứng cáp hơn. Nó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển và sản xuất trái cây của mùa sau. Phun dinh dưỡng rất quan trọng để bổ sung năng lượng cho cây. Sau một mùa đậu quả nặng, cây cần được bổ sung. Phun dinh dưỡng qua lá có thể giúp ích. Nó đảm bảo cây nhận được các khoáng chất thiết yếu một cách nhanh chóng. Chọn loại phân bón lá cân đối. Nó nên chứa nitơ, phosphor và kali. Đây là những yếu tố quan trọng cho sự phát triển của lá, phát triển rễ và sức khỏe tổng thể. Các vi chất dinh dưỡng như magie và kẽm cũng rất có lợi. Phun đều dinh dưỡng lên lá và cành. Làm điều này trong thời gian mát mẻ trong ngày để tránh lá bị cháy nắng. Sáng sớm hoặc chiều muộn là lý tưởng. Phun dinh dưỡng thường xuyên có thể ngăn ngừa sự thiếu hụt và thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ. Phun dinh dưỡng là một cách nhanh chóng và hiệu quả để hỗ trợ cây phục hồi. Nó chuẩn bị cho cây cho mùa sinh trưởng tiếp theo. Rễ là mạch sống của cây. Chúng cần được chăm sóc đặc biệt sau thu hoạch. Đảm bảo đất khỏe là điều quan trọng. Bắt đầu bằng cách kiểm tra độ ẩm của đất.
Nó nên được tưới nước đều đặn nhưng không được úng nước. Tưới tiêu hợp lý là rất quan trọng. Bổ sung chất hữu cơ vào đất có thể cải thiện cấu trúc của đất. Phân trộn hoặc phân chuồng hoai mục là rất tốt. Nó tăng cường độ phì nhiêu cho đất và thúc đẩy rễ phát triển khỏe mạnh, phủ rơm rạ xung quanh gốc cây, giúp giữ ẩm và giảm sự cạnh tranh của cỏ dại. Độ pH của đất là một yếu tố quan trọng khác. Cây sầu riêng ưa đất hơi chua đến trung tính. Kiểm tra đất và điều chỉnh cần thiết có thể tối ưu hóa điều kiện sinh trưởng. Bổ sung vôi có thể làm tăng độ pH, trong khi lưu huỳnh có thể làm giảm độ pH. Bằng cách tập trung vào việc chăm sóc rễ và quản lý đất, bạn sẽ đảm bảo một môi trường ổn định và bổ dưỡng cho cây trồng của mình. Điều này tạo tiền đề cho một mùa sau thành công và bội thu.